Bạch thầy cho con hỏi thêm, trong khóa tu này là khóa tu đầu tiên con tham gia, mỗi lần niệm A Di Đà Phật được khoảng 10 câu là con chảy nước mắt không kìm được. Con muốn biết là có nhiều bạn giống con không và tại sao con lại như vậy ạ? Cái trường hợp này chắc chắn là có nhân duyên đặc biệt với Phật. Bạn đã từng gieo duyên rất nhiều đời nhiều kiếp với Phật. Cho nên nay con gì được về nhà. Lần đầu tiên đi chùa, lần đầu tiên dự khóa tu mà. Cho nên giống như người đứa con trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói giống như gã cùng tử đi xa được về nhà, tức là bỏ cha ra đi. Ngày xưa do mà mải chơi bời gì, mải chơi bời mà khởi lên một tâm niệm là gì, ta có thể gì bỏ ngôi nhà này mà ra đi vẫn sống tự do tự tại. Nhưng không ngờ ra đi á, trong cuộc sống á, xã hội đó nó lôi cuốn, nó khiến cho gì, nó quay cuồng ở đây đất, trở thành gì một kẻ lang thang đầu đường xó chợ, rất vất vả vì miếng ăn vậy. Nhưng sau 50 năm ra đi, nay quay trở lại gặp cha, cha cũng đi tìm con bao nhiêu năm nhưng mà gặp nó nhưng không dám nhận. Vì gì? Vì cho người đến để bắt nó về á, thì nó sợ là bị giết, nó sợ quá nó ngã lăn ra đất. Thì người cha thấy thế do gì, biết rằng cái đứa con của mình á, trong 50 năm qua tinh thần nó bạc nhược, nó tự ti, cho nên á, bảo cái người hầu là thôi cứ thả nó, cho nó đi đi. Thả xong nó đi rồi á, thì lại sai những người hầu khác dùng phương tiện để đến để thân cận, kết nghĩa với nó và bảo anh em với nó, bảo là đi đến đây có nhà trưởng giả này thuê người làm, lương trả là hậu hĩnh lắm. Thấy như vậy thì bây giờ gã cùng tử mới nghe theo cái người kia và cùng đi đến để làm thuê gì 5 năm 10 năm. Dần dần đã người cha thấy là cái gã này là không giống như gã làm thuê khác, tuy nó làm thuê nhưng không gã như gã làm thuê khác, rất là chân thành, thật thà, mộc mạc, chất phát, và điều quan trọng là trung thực, chịu khó. Cho nên là người cha dần dần là giao các công việc quán xuyến sổ sách vào ra thu chi cho cả gia đình mình, cho gì cho nó biết và bắt nó làm đi cho quen. Một ngày nó quen á, người cha gì mời vua với họ hàng thân tộc đến, và đức vua là chủ của cả đất nước đó đến gì chiêu đãi bữa tiệc, và sau bữa tiệc gần tan và đứng lên nói với trước vua và các quan đại thần và nhân dân họ hàng rằng á, trước đây tôi vốn có một đứa con nhưng nó bỏ tôi mà ra đi. 50 năm qua tôi đã tìm nó khắp các nơi, nay tôi đã tìm thấy, và kẻ đi ở làm thuê kia chính là đứa con của ta chính là gì, là cha của nó. Ngày xưa nó vốn tên là, ta có tên là sống ở nơi đó nhưng ta đi tìm con lang thang nhiều năm, nay đến nơi này trụ lại nơi đây, và bây giờ bằng chứng là những đứa con đấy gì, cái gì ở trong nhà tôi bây giờ nó cũng gì cũng biết, từ sổ sách thu chi rồi tất cả mọi cái bí mật nhất trong gia đình tôi bây giờ nó đều biết. Cho nên nay là công bố trước bản dân thiên hạ và quốc vương đại thần và các cụ cao niên trong dòng họ làm chứng cho, hôm nay chính là ngày con nhận lại đứa con của con, và đứa con của con nay nó cũng nhận lại người cha của nó. Cho nên cái trường hợp này thầy nói là cái bạn này đã có duyên để rất nhiều đời nhiều kiếp với Phật rồi, nay về chùa lễ Phật cũng giống như gã cùng tử xa cha đi về nhà, mà khi mà đọc kinh, khi mà niệm Phật, tự nhiên lòng cảm thán ở trong gì, trong sâu thẳm, trong a lại gia thức của mình nó tuôn trào như là đứa con đi xa cha mẹ, nay về nhà gặp nhau mừng mừng tủi tủi ôm nhau mà khóc. Giọt nước mắt ấy là giọt nước mắt gì, vui sướng, chứ không phải là giọt nước mắt đau khổ. Cho nên bạn này thôi cứ yên tâm hoan hỷ đi, không phải là tà ma ngoại đạo đâu mà lo, cứ học đi, cứ học cho nó xong đi, khi đó tự nhiên bạn sẽ gì sẽ thấy cái đường gì, cái đường đi của mình phải làm như thế nào, nhân duyên lúc đó sẽ chỉ cho bạn, và khi đó định mệnh của bạn sẽ chỉ cho bạn phải làm như thế nào, và mong rằng bạn sẽ thì sớm quay trở được về với ngôi nhà, gặp lại người cha của mình, gặp được người cha thật sự của mình ngay trong cuộc đời này, chứ không cần phải đợi đến những cuộc đời khác. Cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.
Phật. Nam mô A Di Đà Phật.